Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhá. 100 quyền triệu hồi á? What? Uầy. Và phát nhận free 100 quyền triệu hồi á? Rồi. Ui. Ngộ đu. À chết nhầm, ngộ không. Wow, vị tướng thần luôn anh em ơi. Hello, xin chào anh em nhá. Hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một tựa game mới là Huyễn Tướng Phong Thần. Nhưng mà đầu video thì mình cứ cập nhật cho anh em full bộ 8 cái gift code để anh em tân thủ có thể chơi cho nó phê nhá. Thì đầu tiên anh em làm nhiệm vụ tân thủ xong hướng dẫn đến level 6 ấy. Anh em ấn vào avatar nhân vật này. Ở trong này nó sẽ có một cái phần đổi code này anh em này. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhập thôi và anh em nhập cùng mình luôn nhá. Ok, đâu rồi nhỉ? Đây chờ mình tí này, mình sẽ đi lấy cái bộ code phát anh em ạ. Full bộ code thì có 8 cái nên là anh em cứ bình tĩnh mà chơi thôi. Code đầu tiên là Viễn Tướng 088. Đây. Mình sẽ nhập luôn. Rồi. Gà nó hơi lag tí. Rồi. Có quà. Đây là cái code thứ hai anh em nhé. Phong Thần 888 này. Đấy. Ok luôn. Code thứ ba này. Huyễn Tướng VIP luôn anh em nhé. Ui giời ơi, cứ phải gọi là ok. Xài, ngon. Code thứ tư là Huyễn Tướng VIP. Lại còn 999 nữa cơ. Ok ngay. Tiếp tục này, vẫn còn nữa anh em ạ. Huyễn Tướng 101. Đó. Ok, đổi phát quên. Tiếp theo là 102 này. Rồi. Tiếp theo nữa là 103. Còn luôn anh em. Tiếp theo nữa là 104. Rồi, ok là hết chưa nhở? Hết rồi anh em ạ. Đấy, cái bộ code tân thủ nó chỉ có vậy thôi. Thì anh em nào chưa biết thì nhớ nhập vào nhá. Ok, lát nữa thì mình cũng sẽ có copy cái bộ này để dưới phần mô tả cho anh em sao chép cho nhanh nhá. Ok, có cái lá thư thì mình cũng sẽ nhận ngay luôn. Để xem là cái gì đây. À, thực ra cái vị tướng hàng Nga mình vừa nhận được đấy không phải là tướng anh em ạ, mà là cái trang phục thỏ ngọc tiên tử anh em nhá, của vị tướng hàng Nga. Mình cứ tưởng là tướng cơ. Thế thì để mặc được cái trang phục đấy thì mình phải sở hữu tướng cái đã. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi triệu hồi tí anh em nhá. Rồi, để triệu hồi thì chúng ta quay trở về thành chính anh em nhá. Sau đó chúng ta kéo sang cái phần triệu hồi này. Bây giờ thì nhập code xong thì mình có 33 cái vé mà. Mình sẽ chia mỗi x10 luôn anh em nhá. Triệu hồi tướng thôi. Ok, chiến luôn à. Em ra vị tướng gì đây? Có thần ma biết gì không nhá? Ui à, đây là một vị tướng ma thôi chứ không phải là thần Phật gì cả anh em ơi. Rồi, tướng gì tiếp theo đây? Tư Mã Ý. Quỷ. Em phát nữa. Rồi. Ba. Ây à, quái à. Ngụy Định Quốc à? Ủa, sao trông có vẻ là lạ lạ ta? Ê, Ngụy Định Quốc của mình chưa biết luôn nha. Tiếp theo xem nào. Ấy. Tướng gì đấy? Yêu này, 5 sao luôn. Ủa, vị tướng này mạnh hay sao nhỉ? Ừ đúng rồi, 5 sao xịn sò con bò này. Ui à, căng đấy. Con này cái đá anh em nhá. Như vậy là sau 30 lượt chiêu mộ đầu tiên thì mình đã có thể là lấy thêm được một vị tướng 5 sao nữa anh em nhá. Đây. Yeah, kiểu thế nhỉ. 1, 5 sao này. Đây cũng 5 sao này. Rồi 4, 5 sao luôn này. Ồ, thế là có 4 em tướng 5 sao rồi. Đồ giám thì có thể là kích hoạt lên. Ây ồ, Tư Mã Ý trông ngầu ấy nhỉ. Chuyện ký này. Anh em thể nhấp để nhận cái ngọc ở đây anh em nhá. Ok. Ui, còn nhiều lắm anh em ạ. Đồ giám này. Nhưng đáng lẽ ra nó hiện cái phần chấm đỏ ở đây này thì nó sẽ hợp lý hơn, đúng không? Thì anh em có thể click vào dễ dàng hơn nha. Thôi, tạm thời bây giờ mình sẽ đi xuất chiến một phát đã để cho anh em xem mình cái giao diện chiến đấu như thế nào nha. Tiếp tục là khiêu chiến này. Ở đây thì chúng ta có thể sắp xếp lại đội hình nha anh em. Cứ ưu tiên cho những cái vị tướng 5 sao thôi. 1, 2, 3, 4 này. Uầy, ra trận là 6 vị tướng cơ. Thế thì cứ cho 2 vị tướng này vào nữa đi. Ok, rồi vị tướng ở phe Phật luôn anh em nhá. Uầy, nhưng mà về cái vai trò các vị tướng thì mình chưa nắm rõ lắm. Tí nữa thì mình sẽ review lại. Còn giờ chiến đấu thử phát đi. Ok, xem như vị tướng mình vừa mới chiêu mộ được nó sẽ như thế nào đây. Rồi. Ây à, Tư Mã Ý trông giống có vẻ là một vị tướng công này. Ấy, vị tướng yêu ở đây đánh cũng gắt này. Ok. Rồi, sử dụng ulti nha. Yêu. Quá. Rồi, ok luôn, công nhóm. Đây là Đại Kiều này, có vẻ như là một vị tướng búp. Ui, đau thế. Ok, bây giờ để mình xem vai trò các vị tướng như thế nào nhá. Nói chung là tựa game này thì tướng là toàn tướng nữ thôi. Nên là anh em nào mà đam mê đấy, thì sẽ cực kỳ là yêu thích nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào xem một số những cái vị tướng trong này như thế nào đây. Vai trò là gì?
anh em có thể xem vai trò đây nhá. Đây này, chiến sĩ này, tích hợp chịu sát thương ở hàng đầu để bảo vệ đồng đội. Ok, giống kiểu là tanker thôi. Đây là biểu tượng của pháp sư anh em nhá. Công cao, thích hợp đứng hàng sau tấn công. Thích khách, cung cấp sát thương bạo kích cao này. Hỗ trợ này. Đây, hình cái quạt này là hỗ trợ này anh em này. Còn cái vị tướng này là thiên về trị liệu này. Hỗ trợ thì nó có thể là cường hóa những cái chỉ số lên hoặc là suy yếu kẻ địch. Còn cái trị liệu là thiên về búp HP cũng như là hồi sinh để bảo vệ đồng đội. Thì vị tướng đại kiều này của chúng ta là thiên về hỗ trợ anh em nhá. Vị tướng tiếp theo đi, Tư Mã Ý, ui thích khách luôn này, ngon đấy chứ. Tiếp theo là pháp sư Tiểu Thanh này, ok. Tiếp theo nữa là trị liệu anh em ạ, ui thế lúc nay mình thấy gây sát thương nhiều đấy. Đây, hiện tài đồng tử, vị tướng này chỉ có 4 sao thôi và thuộc hỗ trợ anh em nhá, nhưng mình chưa có một vị tướng tanker nào đúng không? 1, 2, 3, 4 vị tướng 5 sao đầu tiên của mình chưa có vị tướng tanker nào cả. Rồi, chiến đấu tiếp thôi. Bây giờ thì chúng ta phải đi chiến đấu thì mới có thêm tài nguyên để vào chiêu mộ tướng anh em ạ. Trương Xuân Hòa, ui ôi, cái gì là cái gì đấy? Căng đét đẹp luôn anh em ơi. Rồi, chiến nha. Nói chung là anh em cần phải hiểu rõ vai trò vị tướng trước cái đã. Và chiến đấu đến một số hiệp nhất định thì chúng ta có thể ấn bỏ qua. Ồ, phải đạt level 24 hoặc là VIP 1 thì mới bỏ qua cơ. Level 10 thì cũng mới có thể là mở được tốc độ X2 anh em nhá. Rồi, cuối cùng thì cũng thắng rồi đây. Ok. Đấy, nhìn chung giao diện chiến đấu nó là như vậy. Và vai trò các vị tướng là như thế. Về thành chính để xem có thêm những cái tính năng gì không anh em nhá. Ở đây là có phúc lợi thẻ tuần. Nhận luôn, free mà. Ở đây là có sự kiện hạn giờ. Sự kiện hạn giờ thì có đổi tân thủ này. Có điểm để đổi tân thủ vui vẻ. Có cái gì không? 160k. Còn bên này là thưởng miễn phí. Ơ, có 5 cái cuộn chiêu mộ này anh em này. Huyền triệu hồi, bảo khố hoàng thiêm. Bảo khố hoàng thiêm nhận miễn phí à? 100 quyển triệu hồi á? What? Uầy. Và phát nhận free 100 quyển triệu hồi á? Căng nhờ. Được đấy anh em ạ. Ngon này. Tiếp tục là nhận miễn phí. Hộp mỗi tuần ở trong này là mở ra sẽ nhận được một là đá tăng bậc, ngọc hoặc là su. Ủa thế mà nó ghi đây có cả quyển triệu hồi điều. Một phẹt. Có thêm 10 quyển triệu hồi nữa này anh em này. Wow, còn nạp thêm đây thì sẽ có thêm phần quà. Nhưng thôi, phần quà free như thế là ngon lành rồi đấy. Miễn phí này. Mình sẽ nhận hết nhá, xong thì mình sẽ ra chiêu mộ anh em ạ. Ui à, càng nhờ. Miễn phí này. Ok luôn, lại tiếp tục có quyển triệu hồi để mình xem tổng cộng có bao nhiêu quyển triệu hồi anh em nhá. Quà miễn phí nhận luôn này. Chúc phúc thiếu nữ xem nào. Chúc phúc tình yêu. Mở mảnh à. Nó chỉ là một cái câu gì đấy thôi, được thêm tim này. Mở dần ra thì không biết là có cái gì. Sự kiện đặc sắc ngày 1 luôn. Còn ở dưới này thì nói chung là các quỹ để cho anh em nào đua top thì có thể là nạp. Tương tự bên này cũng thế. Đấy là về sự kiện này, rút X10. Ngoài ra thì mình có cái rút X10 này, lượt triệu hồi 5, viễn tướng, mãnh tướng, viễn tướng. Có một tướng 10 sao, ngày 3 sự kiện được nhận. Ủa, như nào nhỉ? Triệu hồi phát sẽ như thế nào đây? Ngụy Định Quốc à? Và thêm một vị tướng nữa ở phim Ma. Ok. Ok. Trên này thì sao? Ô, mỗi cái đều có 5 lượt anh em ạ. Nên là cứ yên tâm mà triệu hồi thôi anh em. Rồi. Cái gì đây? Dương Nga. Có vẻ là giống sát thủ anh em ạ. Tiếp tục là triệu hồi nha. U, ngon nhỉ. Thứ tiên này, triệu hồi tiếp. Ây da. Đây là cái gì? Pháp sư này anh em này. Quỷ luôn nha. Nhưng mà chưa có thần với cả Phật nhỉ. Rồi, đây là cái gì đây? Ma. Lại là hứa tiên à? Hết chưa nhỉ? Thì ra là trong X10 này thì mình sẽ được lựa chọn anh em ạ. Nhưng mà đến level bao nhiêu thì mới được nhận đấy. Sau khi triệu hồi, kết quả mỗi lần được lưu lại. Sau khi đạt điều kiện sẽ được nhận kết quả triệu hồi sau khi kết thúc sự kiện. Cái này là bao giờ được nhận nhỉ? Ngày mai mới được nhận hay sao ấy? Nay mình thấy còn 20 tiếng thì không biết có phải không? Chưa đáp ứng được cái điều kiện này. Tiếp tục chưa lại thế. Đây này. Không phải. Ngày 3 sự kiện được nhận.
Ở dưới này thì có phải là ngày 3 không ta? Thôi để mình sẽ chơi từ từ để xem ngày nào sẽ được nhận anh em nhé. Rồi thêm một vị tướng nữa, pháp sư này anh em này. Ok. Rồi à, chiến sĩ này anh em này. Ui ôi. Lúc la lúc lắc luôn anh em ạ. Nên mình đặt tên luôn là chiến sĩ lúc lắc. Và tiếp theo là cái gì đây? Càng đét đèn đẹp luôn. Bền bỉ, cái này là hỗ trợ nha. Tiếp tục. Và đây là sát thủ. Tiếp tục này. Rồi, 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 rồi. Ui, ngộ đu. À, chết nhầm, ngộ không. Wow, vị tướng thần luôn anh em ơi. Uầy, hên ấy nhở. Ui, ngon này. Ngày thứ 3 mình sẽ được nhận. Thì chắc chắn là mình sẽ nhận ngộ không rồi anh em ạ. Ờ, đi sao con bò hên ấy chứ. Ngoài ra thì quà đăng nhập các thứ. Có cả triệu hồi đặc biệt này. Để mình xem triệu hồi đặc biệt có cái gì. Ui giời. Ui, có tướng xịn này anh em này. 95k các kiểu triệu hồi đặc biệt các thứ. Ai chà chà, căng nhờ. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần triệu hồi để xem là xả hết cái cuộn chiêu mộ này, 128 cuộn này, xem được cái gì nhá. Lúc nãy chiêu mộ kia rút đinh 10 là mình cũng đã được một em ngộ không rồi. Xem trong này có ra được ngộ không không. Ui à, căng đấy nhờ. Đây là sát thủ á. Nhưng nhìn có vẻ khổng lồ nhờ anh em nhờ. Ờ thôi tạm thời như thế đã anh em nhá. Nhìn chung là video ngày hôm nay chủ yếu mình cập nhật gift code cũng như là chia sẻ cho anh em về game play cũng như là một số cái tính năng trong game thôi. Nếu như anh em mình muốn mình làm thêm về tựa game này, nhớ để lại comment ở bên dưới nhá. Mình sẽ lên một cái video về hướng dẫn tân thủ cho anh em. Ok, còn giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.